chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp với ảnh hưởng của rìa Tây Nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nên trời ấm hẳn lên, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, vùng núi còn rét, miền Trung mưa nhỏ, còn các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên chỉ có mưa nhỏ và nơi về chiều tối. Nhìn chung thời tiết trong những ngày cuối tuần này tại nhiều nơi trên cả nước khá thuận lợi cho những chuyến dã ngoại. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một điểm đến du lịch, đó là đảo Cát Sứ thuộc Cát Bà, Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình từ trung tâm Cát Bà đi Vịnh Lan Hạ, với nhiều du khách, đảo Cát Sứ thực sự đem lại sự thú vị và cảm hứng khiến mỗi người đều mong được ít nhất một lần đến đây. Đường ra đảo Cát Sứ cũng khá là thuận lợi. Du khách có thể xuống tàu du lịch hoặc thuê xuồng, thuyền nan đi từ bến tàu du lịch Bến Bèo, mất chừng 15 phút là có thể đặt chân lên trên đảo. Ấn tượng nhất khi du khách lên tới đảo, đó là bãi cát trắng tinh từ những mảnh vụn san hô tạo thành và là nước biển trong xanh. Đây là một nơi lý tưởng để du khách có thể tắm biển. Trên đảo có khá nhiều cây dứa dại mọc thành hàng ven theo sườn cát của bãi tắm, cao tùm ngang cả mái nhà tỏa bóng mát xuống chung quanh. Có lẽ chính vì vậy mà nơi đây được gọi là Cát Dứa. Ngoài ra đảo còn có tên là đảo khỉ vì ở đây có tới vài chục con khỉ. Chúng sẵn sàng xông ra giành thức ăn từ tay của du khách, thậm chí chúng còn đuổi chọc tức du khách khi không cho chúng một món đồ nào ăn nào đó. Tiếp theo đây sẽ là phần thời tiết dự báo của các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo ngay sau đây. Tại Điện Biên, Sapa và Tam Đảo, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm có mưa ở vài nơi trời rét, sáng sớm có sương mù rải rác, gió nhẹ. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 28 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 14 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 20 độ. Tại Tam Đảo, nhiệt độ ngày đêm duy trì ở mức từ 16 cho đến 19 độ, với độ ẩm khoảng 100%. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Tại Hà Giang, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 18 đến 24 độ với độ ẩm khoảng 70%. Tại Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 28 độ với độ ẩm khoảng 90%. Tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 21 đến 26 độ với độ ẩm là 90%. Thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu nên tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời ấm dần lên và giảm mưa. Tại Sầm Sơn trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 25 độ. Tại khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, trời cũng không mưa, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 23 đến 27 độ với độ ẩm khoảng 90%. Còn ở thành phố Huế, nhiệt độ trong ngày là từ 22 đến 29 độ với độ ẩm là 75%. Tại thành phố Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 28 độ. Phố cổ Hội An, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 24 cho đến 27 độ, với độ ẩm là 85%. Tại khu du lịch Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ ban đêm là 17 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 22 độ với độ ẩm là 85%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận khá thuận lợi cho du lịch. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Nha Trang có mưa nhỏ, biên độ nhiệt phổ biến từ 24 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 80%. Tại khu du lịch Mũi Né không mưa, nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 31 độ với độ ẩm khoảng 70%. Thành phố Vũng Tàu cũng không mưa, nhiệt độ duy trì mức từ 26 đến 32 độ với độ ẩm là 65%. Hiện nay Tây Nguyên thời tiết đẹp, hầu hết không mưa hoặc mưa nhỏ nhưng không đáng kể, trời lạnh về đêm. Tại Pleiku nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 30 độ. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 21 đến 29 độ với độ ẩm là 70%. Thành phố Đà Lạt nhiệt độ duy trì mức từ 15 đến 22 độ, độ ẩm là 80%. Do ảnh hưởng bởi nhiễu động nên thời tiết của Nam Bộ có mưa rào và dông ở vài nơi ở vùng ven biển miền Tây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 34 độ, độ ẩm khoảng 55%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 32 độ. Tại khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26 đến 30 độ, với độ ẩm là 70%. Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5. Trên vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió đông cấp 4. Nhiệt độ Côn Đảo thấp nhất là khoảng 28 độ, cao nhất là 31 độ, độ ẩm là 70%. Tại Phú Quốc, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27 đến 32 độ, với độ ẩm là 75%.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.